Kính thưa quý vị và các bạn, với cái mong mỏi trong cái việc tranh chấp hợp đồng vay tiền, ký chuyển nhượng, tranh chấp hợp đồng vay tiền, ký ủy quyền, thì hôm nay thì luật sư muốn kể cho quý vị và các bạn nghe một cái trường hợp mà văn phòng đang làm cái đơn xin giám đốc thẩm, và với một cái khát khao rằng chuyển tải những cái cơ bản nhất đến cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu được rằng người thân, người quen của mình đang trong trường hợp đó, và chúng ta sẽ biết cách xử sự như thế nào. Câu chuyện của tôi cũng buồn lắm quý vị và các bạn. Bà A không có tiền, đi vay với số tiền là 500 triệu. Khi đi vay thì chủ cho vay không có ký hợp đồng chuyển nhượng, ký không có ký hợp đồng vay tiền mà ký hợp đồng chuyển nhượng. Thì khi vay thì quý vị và các bạn biết rồi, thông qua cào kiết là 500 triệu, tuy nhiên cũng lãnh chừng khoảng hơn là 400 triệu, trừ tiền lãi trước, trừ tiền dịch vụ, trừ tiền thuế, trừ tiền gì đó. Thì khi ký hợp đồng vay tiền, các bên không có thỏa thuận. Trong cái hợp đồng là ghi giá trị tài sản chuyển nhượng là 500 triệu. Tức là song song với việc là cho vay tiền mà không thể hiện bằng một văn bản giấy tờ nào hết. Các bên thỏa thuận là lãi suất một cái con số gì đó. Và cái ngày mà chồng tiền hơn 400 triệu thì ngày đó ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các bên lại tiếp tục thực hiện cái việc vay tiền, cho đến màu đó cái người đi vay á, cái vị khách hàng tôi, họ không có khả năng trả gốc, họ cũng không có khả năng trả nợ. Thì quý vị và các bạn biết rồi, một cái lãi suất mà các bên tự thỏa thuận nó cũng phải dôi động từ 3 tới khoảng 7-8% gì đó. Thì với 400 triệu thì quý vị, 500 triệu thì quý vị có thể nhân lên. Mà một cái thu nhập bình thường, nếu không có những cái thu nhập ổn định, một cái vùng quê, thì rõ ràng khó có ra một cái phương án. Thì chuyện gì đến phải đến. Cái người mà đi vay đó, họ không có khả năng thanh toán nợ, và phía bên cho vay đã sang tên đăng bộ. Bản án của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm đã phân tích được đây là hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên chuyển hóa từ cái hợp đồng vay tiền thành hợp đồng chuyển nhượng. Trong đó có một cái câu ghi: nếu trong trường hợp các bên không tiếp tục trả thì hợp đồng chuyển nhượng này có hiệu lực. Và bản án của tòa án đã sử dụng phương án này để sang tên đăng bộ một cái quyền sử dụng đất, một cái nhà với cái giá trị gấp 3 lần giá trị 500 triệu. Không đồng ý với bản án sơ thẩm thì chị khách hàng đã kháng cáo lên trên. Bản án phúc thẩm vẫn giữ nguyên quý vị và các bạn. Tôi bảo rằng là tại sao tại thời điểm từ sơ thẩm lên phúc thẩm chị không mời luật sư. Chị bảo với tôi rằng là tôi đâu có biết đâu, tưởng đâu phúc thẩm đã làm rồi thì không có còn kháng cáo nữa. Quý vị và các bạn nhớ nha, bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày kêu án. Hiệu lực là gì? Hiệu lực là vấn đề phát sinh nếu tại ngày hôm đó bản án tuyên là công nhận hợp đồng chuyển nhượng, công nhận hợp đồng mua bán nhà, thì kể như là chị này là chị vay tiền là chị ra tay không rồi đó. Đau lắm quý vị và các bạn, xót lắm quý vị và các bạn. Vay một cái số tiền tương ứng khoảng 500 triệu trong một thời gian ngắn, nó đã lên con số, theo chị thì giá trị có thể gấp 3, gấp 4 hoặc hơn nữa. Thì chị không gặp tôi, nhưng đã làm đơn xin đề nghị giám đốc thẩm. Bản án của chị tính từ ngày bản án có hiệu lực đến nay đã hơn 3 năm. Và tôi đã giúp chị thêm một lần nữa để xin xem xét kháng nghị giám đốc, theo trình tự giám đốc thẩm. Không biết rằng là bản án có một cái ông tiên, có một phép màu gì ở đây hay không. Tuy nhiên rằng quý vị và các bạn biết không, tôi không ngủ được.
Vì tôi bảo rằng là cái sự công bằng tương đối trong một cái việc, cái người cho vay và người đi vay. Khi họ thỏa thuận rằng tôi vay của anh với số tiền là 500 triệu, lãi suất con số nào đó, tôi sẽ trả anh đến thời điểm phúc thẩm 500 triệu cộng với lãi suất cộng với thời hạn. Đó là một cái sự công bằng tương đối. Tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian trên dưới một năm mà bản án đã công nhận cái quyền chuyển, công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng, công nhận cái hợp đồng mua bán, vô hình dung gần như là không công bằng tương đối. Tôi cứ tổng cái thời hạn mà vị khách hàng tôi vay cộng với lãi do các bên, lãi đúng các bên thỏa thuận đi chăng nữa, thì con số nó là 800 triệu. Tính rất rõ. Tuy nhiên tại thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, số tiền này đã lên con số 1,5 tỷ. Vậy thì quý vị và các bạn có thể tính được một cái bài toán công bằng 1,5 tỷ so với 800 triệu, đây là hợp đồng vay. Nếu thực sự chị khách hàng này, chị ra đến tôi tại thời điểm đó bằng kiến thức, bằng sức lực, bằng niềm tin, tôi sẽ chứng minh rằng đây là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng. Và khi mà hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng thì trả về đúng bản chất của nó. Có thể là tôi sẽ uyển chuyển trả đúng số tiền hoặc là xin xỏ như thế nào đó để trở về. Đây là hợp đồng vay tiền và vay tiền gốc về mặt đạo đức phải trả cho người ta. Nợ lãi suất chúng ta có thể ngồi lại thương lượng, có thể bằng một con số. Thưa quý vị và các bạn, sẽ rất là khó, sẽ cho rằng luật sư cực đoan nếu luật sư nói nữa. Luật sư cộng cái niềm tin của luật sư, cộng vào cái sự thiếu hiểu biết của một vị khách hàng vào một cái hồ sơ, và cho rằng điều này là không tốt đối với những người của tầng lớp xã hội. Tuy nhiên đây là những cái trăn trở mà tôi vẫn muốn nói đến với mọi người, để mọi người, những ai đó đang rơi vào trường hợp túng quẫn, không có khả năng, thì chúng ta hãy thật thận trọng. Nếu chúng ta một cái bài toán, thật ra trong cái quá trình hành nghề tôi đã không dưới vài chục lần để hòa giải thành những cái bản án dạng thế này. Nhiều phương án được đặt ra, bán cái phần đất này đi, lấy tiền trả nợ, thì cái người đi vay này họ cũng còn một số tiền vài trăm triệu. Hai bên thỏa thuận đưa thêm một số tiền nữa thì sự công bằng nó vẫn còn. Cho dù là nhỏ nhất thì sự công bằng nó vẫn còn mang tính chất tương đối. Thưa quý vị và các bạn, đây là video số 2 tôi tặng đến quý vị và các bạn với mong mỏi, với khát khao rằng video này sẽ đến tay những người đang trong những vai trò gọi là thỏa thuận nhưng thấp cổ bé họng, và họ sẽ không mất nhà mất đất. Tôi sẽ trở lại những cái video này, vay tiền ký chuyển nhượng, vay tiền ký hợp đồng ủy quyền, trong những video số 3. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy lắng nghe và tiếp tục theo dõi chương trình của tôi. Quý vị và các bạn nhớ nha. Xin trân trọng cảm ơn.